Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tiết lộ rúng động của ông Zelensky tấn công vào Kursk để gieo rắc thảm họa cho Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là một thảm họa đối với Moscow. Nga đã mang xung đột đến nước khác và giờ xung đột đang quay trở lại Nga. Ukraine chỉ muốn hòa bình và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo hòa bình, Tổng thống Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi các đối tác cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát 1.000 km2 ở tỉnh Kursk của Nga khi chiến dịch đột kích bước sang ngày thứ Bảy. Chúng tôi tiếp tục tiến hành một hoạt động tấn công ở khu vực Kursk. Hiện tại, chúng tôi kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ của Liên bang Nga, ông Syrskyi nói trong một video được đăng trên tài khoản Telegram của Tổng thống Zelensky. Theo hãng tin Pravda, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính phủ Ukraine liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Kursk. Nga thừa nhận Ukraine kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk. Ông Putin tuyên bố đáp trả xứng tầm. Tình hình quân sự ở tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh hai bên Nga-Ukraine đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về tình hình chiến trường. Ngày 12 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 1.000 km2 lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công ở Kursk. Hiện tại chúng tôi kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Liên bang Nga, ông Syrskyi nói. Song, ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông Syrskyi đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi ông Alexei Smirnov, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga ước tính rằng lực lượng Kiev hiện kiểm soát 28 khu định cư. Trong khu vực, tiến sâu 12 km lãnh thổ, rộng 40 km vào lãnh thổ Nga. Tối 12 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine thực hiện hoạt động này là vì vấn đề an ninh của Ukraine. Theo đó, Kiev đã chiếm được nhiều khu vực ở Kursk, nơi Nga sử dụng để tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đất Ukraine. Ông Zelensky cho biết tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine giáp tỉnh Kursk, đã bị Nga tấn công gần 2.100 lần kể từ tháng 6. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đòn tiến công của Kiev sẽ buộc Nga tạo ra hòa bình. Nga đã mang chiến sự đến cho người khác, bây giờ lửa chiến tranh đang trở về đất Nga. Ukraine luôn chỉ mong muốn hòa bình và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo hòa bình, ông Zelensky nói. Ông Putin tuyên bố đáp trả xứng tầm. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, GNPP, và vụ xâm nhập gần đây của Kiev vào tỉnh Kursk, theo đài Russia Today. Ông Putin mô tả cuộc tấn công này là một khiêu khích quy mô lớn và cáo buộc Kiev tấn công một cách bừa bãi nhắm vào dân thường, khu dân cư và xe cứu thương. Ông Putin cho rằng những hành động trên của Ukraine đã làm rõ lý do tại sao Kiev từ chối xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc tiến trình hòa bình do các bên trung lập đưa ra. Tổng thống Putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không cho thấy được chừng nào Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân. Rõ ràng đối phương nhờ vào sự giúp đỡ của phương Tây đang nỗ lực cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Nhưng làm sao chúng ta có thể đàm phán với những kẻ tiến hành tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân của Nga, ông Putin nói. Ông Putin tiếp tục nói rằng một trong những mục tiêu chính của Kiev ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi vùng Donbass, nơi các lực lượng Nga đang dần chiếm được vị trí quan trọng trong những tháng gần đây. Ông Putin nhấn mạnh rằng đòn đánh Kursk của Kiev phản tác dụng. Độ tiến công của Nga ở Donbass không những không hề chậm lại, mà trái lại còn tăng lên gấp rưỡi. Mục tiêu chính của Moscow trong giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Ukraine sẽ nhận được đòn đáp trả xứng đáng. Tất cả các mục tiêu mà chúng tôi đề ra chắc chắn đều sẽ đạt được, ông Putin tuyên bố. Cũng trong ngày 12 tháng 8, ông Smirnov báo cáo cho ông Putin rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào một nhóm công nhân điện lực ở Kursk. Ông Smirnov báo cáo rằng cuối tuần qua một nhóm công nhân làm việc cho công ty điện lực Rosseti, huyện Belovsky-Kursk đã bị nhắm mục tiêu và vỏ đạn chứa vũ khí hóa học.
Ông Smirnov nói thêm rằng các công nhân đã ẩn náu trong một đồn cảnh sát và sống sót sau vụ tấn công. Tuy nhiên, một số cảnh sát và người đứng đầu hội đồng khu vực đã bị đầu độc trong vụ việc, song không nêu cụ thể độc gì. Phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc trên. Theo ông Smirnov, tính đến ngày 12 tháng 8, vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã khiến khoảng 12 thường dân thiệt mạng và 121 người, trong đó có 10 trẻ em bị thương. Phía Nga ước tính Ukraine cho đến nay đã thiệt hại khoảng 1.600 binh sĩ và khoảng 200 xe bọc thép trong cuộc tấn công trên. Trung Quốc lên tiếng, Đức thận trọng bình luận. Ngày 12 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Khi được yêu cầu bình luận về diễn biến ở tỉnh Kursk của Nga, vị phát ngôn viên cho biết phía Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tuân thủ ba nguyên tắc để giảm leo thang tình hình, đó là không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không bên nào đổ thêm dầu vào lửa. Vị phát ngôn viên cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết xung đột khủng hoảng. Phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Berner cho biết Berlin dường như không biết về chi tiết cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, hãng GW đưa tin. Theo ông Berner, hoạt động của Ukraine được chuẩn bị rất bí mật. Vị phát ngôn viên chính phủ Đức đánh giá rằng tình hình quân sự vẫn đang thay đổi nên sẽ không khôn ngoan nếu bình luận công khai về vấn đề này. Ông Berner từ chối bình luận và các báo cáo cho rằng vũ khí Đức đã được Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga nã pháo Tornado S vào đoàn xe thiết giáp Ukraine xâm nhập Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh hệ thống pháo phản lực Tornado S bắn cấp tốc vào đoàn xe thiết giáp Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau khi trắc thủ một UAV trinh sát xác nhận vị trí của đoàn xe đối phương, khẩu đội pháo phản lực phóng loạt Tornado S hiện đại đã bắn trúng đoàn xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk. Kết quả, 5 xe bọc thép của quân đội Ukraine cùng 20 thành viên kiếp xe của đối phương đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Ukraine tổ chức đột kích vào tỉnh Kursk nằm trong lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày đầu đó, phía Ukraine sử dụng khoảng 1.000 lính bộ binh có xe tăng và thiết giáp yểm trợ. Phía Nga sau đó đã phản kích để ngăn quân Ukraine tiến sâu hơn. Họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực đẩy lùi các đợt xâm nhập của Ukraine. Trong các ngày qua, Nga đã điều thêm nhiều quân nhân và vũ khí, khí tài về vùng Kursk để đương đầu với lực lượng Ukraine đột kích. Ukraine đột kích xuyên biên giới vì muốn Nga phải trả giá. Giới quan sát cho rằng việc Kyiv tấn công xuyên biên giới vào Moscow là nhằm mục đích khiến người dân Nga hiểu rằng việc quân đội nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ phải trả giá. Các cuộc tấn công vào những địa điểm liên quan đến quân sự như căn cứ không quân và các cơ sở công nghiệp quốc phòng có mục tiêu loại bỏ hoặc vô hiệu hóa tạm thời các trang thiết bị Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thậm chí những cuộc tấn công có vẻ nhỏ cũng có tác động to lớn. Trong trường hợp cuộc tấn công vào căn cứ không quân Olenia, diễn biến mà sau đó Ukraine cho biết đã phá hủy hai oanh tạc cơ Tu-22M3. Học giả nghiên cứu cao cấp Justin Brown tại Viện Các Quân Chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI cho rằng nó đã gây ra tác động có thể đo lường được. Theo ông, bởi vì phi đội đang hoạt động của Nga không lớn, nên ngay cả việc tổn thất hai tiêm kích triển khai tên lửa chống lại Ukraine cũng có thể gây ra tác động đáng kể. Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu có mục tiêu làm giảm doanh thu của Moscow. John Handy, phó giám đốc chương trình về Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định với Business Insider. Mặc dù vậy, ông cho rằng mức độ tác động chúng tạo ra vẫn cần thảo luận. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga vào tháng 4 năm 2024 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, Bloomberg đưa tin. Điều này đã nhấn mạnh đến thành công của Điện Kremlin trong việc đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây và chuyển hướng thị trường. Reuters hồi tháng 4 cho biết Nga dường như có thể nhanh chóng sửa chữa một số cơ sở lọc dầu quan trọng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine, giảm khả năng tác động xuống 10% từ con số gần 14% vào cuối tháng 3. Gia tăng sức ép lên các hệ thống phòng không của Nga. Ukraine đang hy vọng sẽ áp đảo các hệ thống phòng không Nga với các cuộc tấn công UAV quy mô lớn, chuyên gia Hadi nói, đồng thời cho biết các hệ thống phòng không của Nga có thể sẽ khó phát hiện cũng như bắn hạ các UAV cỡ nhỏ hoặc bay gần mặt đất.
Nga đã điều chỉnh các hệ thống phòng không của mình sau khi các cuộc tấn công UAV trước đó và được cho là đã thành lập các đội chống UAS, hệ thống máy bay không người lái, cơ động. Tuy nhiên, Nga là một đất nước rộng lớn nên việc bảo vệ mọi nơi là điều khó khăn, chuyên gia này nói. Nga đã bắt đầu khá lâu sau Ukraine trong việc phát triển các biện pháp đối phó với mối đe dọa UAV tầm xa, chuyên gia Hadi nhận định và cho rằng Nga chưa có hệ thống cảm biến phân tán giá rẻ nào như hệ thống mà Ukraine sử dụng để phát tín hiệu UAV Shadow. Do đó, các cuộc tấn công này đặt Nga vào tình thế tiến thoái, lưỡng nan nghiêm trọng. Với sự rộng lớn của lãnh thổ Nga và số lượng mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công, Moscow hoặc buộc phải bảo vệ bằng cách đưa các hệ thống phòng không ra khỏi khu vực tiền tuyến hoặc để các mục tiêu trong nước không được bảo vệ, từ đó chịu tổn thất liên tục, chuyên gia Brown đánh giá. Người Việt Nam ở vùng Kursk kể chuyện chiến sự và cuộc sống hiện tại giữa xung đột. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga duy trì liên hệ điện thoại hàng ngày với Hội người Việt Nam tại vùng Kursk để theo dõi tình hình và hướng dẫn bà con ứng xử nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự, phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, Đại sứ quán sẵn sàng phương án sơ tán bà con đến các vùng an toàn ở các tỉnh lân cận, nằm sâu trong lãnh thổ Nga khi cần thiết. Theo chị Hoàng Thị Mai Hương, 30 tuổi, đang kinh doanh ở chợ Porovsky hay còn gọi là chợ Việt Nam của thành phố Kursk, mấy hôm nay, người dân thành phố hầu như không ra chợ mua hàng. Thành phố cũng bị tàn phá do thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công. Gia đình chị đang xem xét và chuẩn bị tinh thần để có thể sơ tán đến thành phố khác nếu tình hình trầm trọng hơn. Ông Nguyễn Quang Đạo, người đã sinh sống lâu năm ở thành phố Kursk cho biết, người Việt Nam ở tỉnh Kursk có khoảng 140 người. Trong số này, có 100 người đang làm việc tại hai công ty may mặc là Hoa Sen và Hà Nội ở thành phố Chelyabinsk, cách biên giới hơn 100 km. 40 người còn lại gồm 25 người đang làm việc tại một xưởng may, số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Kursk, cách biên giới hơn 150 km. Theo ông Đạo, tình hình của người Việt trong thành phố vẫn ổn định, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, khi nào có báo động thì ở trong nhà. Nhìn chung, bà con cũng có lo âu. Trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng hơn thì bà con mới nghĩ đến việc sơ tán. Hội người Việt cũng yêu cầu bà con hết giờ làm thì về thẳng nhà, không ra ngoài đường, không tụ tập. Theo ông Đạo, tình hình giao tranh chỉ căng thẳng ở huyện Suza của tỉnh này, còn nhìn chung, tình hình của tỉnh vẫn ổn định. Ông Zelensky nêu lý do tấn công tỉnh Kursk. Trong một diễn biến khác, quyền thống đốc tỉnh Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ sơ tán dân thường ở huyện Belovsky sau tình hình xung đột với Ukraine. Ông Smirnov viết trên kênh Telegram, tôi đã chỉ đạo người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky đẩy nhanh tiến độ thực thi quyết định của Trung tâm Điều hành hoạt động sơ tán. Theo ông Nikolai Volobuyev, người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky, người dân địa phương hiện sơ tán bằng phương tiện cá nhân và xe buýt do cơ quan chức năng địa phương sắp xếp. Họ được bố trí lưu trú trong những nơi ở tạm thời tại Kursk và các khu vực an toàn xung quanh khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 8 tuyên bố Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga để khôi phục công lý và gây sức ép với lực lượng của Moscow. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên ông Zelensky thừa nhận cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào vùng Kursk. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đã phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine và 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu trên vùng Kursk và 18 máy bay không người lái trên các vùng khác của Nga. Theo Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov của Nga, các cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại, nhưng Nga vẫn chưa đẩy lực lượng Ukraine trở lại biên giới. Các blogger quân sự Nga cho biết tình hình đã ổn định sau khi Nga tăng viện, mặc dù họ cho biết Ukraine đang nhanh chóng xây dựng lực lượng. Ukraine tiến sâu 30 km vào đất Nga, Moscow điều viện binh phản công. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 8 cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực của các nhóm cơ động Ukraine có xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần các làng Tolpino và Ovchi-Kolodets cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25 km và 30 km. Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy một số đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga đến mức nào. Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng hàng nghìn quân đã được triển khai cho chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga. Sau một tuần giao tranh, Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Người đứng đầu vùng Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky ngày 11 tháng 8 cho biết các đơn vị của Nga đang di chuyển từ Zaporizhzhia đến Kursk để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine.
Năm 2022, Nga sáp nhập từ Ukraine các vùng Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Các đơn vị trinh sát trên không và máy bay không người lái tấn công đã được tái triển khai từ Zaporizhia để hỗ trợ Kursk. Năng lực kỹ thuật của các đơn vị của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ đáng kể cho khu vực này, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố của đối phương. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của cơ quan lập pháp Zaporizhia đã tham gia đơn vị được điều động đến Kursk, ông Balitsky viết trên Telegram. Lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào vùng Kursk từ ngày 6 tháng 8. Kể từ đó, cảnh báo tấn công bằng tên lửa đã được ban hành nhiều lần trong khu vực. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hơn 8.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới trong ngày qua do các cuộc tấn công của Ukraine và hơn 6.000 người đã được đưa vào các trung tâm tạm trú. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết các bệnh viện đã tiếp nhận 69 người bị thương trong cuộc pháo kích của Ukraine vào Kursk, trong số đó 17 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 1.350 quân, 29 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk. Quyền tỉnh trưởng vùng Kursk Alexei Smirnov đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Buliga, đồng thời cho biết cơ quan này đang thúc đẩy các biện pháp ổn định tình hình trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp diễn. Tôi đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Buliga. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở các khu vực biên giới và các biện pháp đang được thực hiện để chống lại các nỗ lực của Ukraine nhằm giành được lãnh thổ bên trong vùng Kursk. Ông viết trên Telegram. Đúng vậy, tình hình vẫn đầy thách thức, nhưng đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga và tất cả các cơ quan đang thực hiện đầy đủ các biện pháp để ổn định tình hình trong khu vực, tỉnh trưởng Kursk xác nhận. Ông Smirnov cũng cho biết thêm rằng các lực lượng và đơn vị bổ sung đang đến Kursk và quân đội đang làm mọi cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự tham gia của các chiến binh tình nguyện trong việc ổn định tình hình. Các chiến binh giúp duy trì các biện pháp an ninh cần thiết như một phần của hoạt động chống khủng bố đang diễn ra và di chuyển người dân từ các khu vực biên giới đến các trung tâm lưu trú tạm thời. Ông nói thêm. Ông Zelensky thừa nhận quân Ukraine đang giao tranh ở tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk, Nga, cho rằng đây là nỗ lực khôi phục công lý. Cụ thể, ngày 10 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk, Nga, nói rằng hoạt động này là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm khôi phục công lý sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Phát biểu qua video vào đêm ngày 10 tháng 8, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky về các chiến dịch gần đây của quân đội Ukraine. Ông Zelensky nói, ông đã nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrsky về tình hình tiền tuyến và hành động của chúng ta nhằm đẩy cuộc chiến sang lãnh thổ của đối phương. Vị Tổng thống cũng đặc biệt đề cập các hoạt động ở phía bắc tỉnh Sumy, Ukraine giáp với tỉnh Kursk, khi bày tỏ sự tri ân với binh sĩ Ukraine. Tôi biết ơn từng đơn vị lực lượng phòng vệ của chúng ta. Binh sĩ Ukraine chứng minh rằng họ thực sự biết cách khôi phục công lý và đảm bảo chính xác áp lực cần thiết lên đối phương, ông Zelensky nói thêm. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Zelensky thừa nhận các hoạt động của quân đội Ukraine ở biên giới Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine chỉ ám chỉ rằng Nga nên cảm nhận những gì đã làm với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu báo cáo các hoạt động xâm nhập được cho là của lực lượng Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 8, giao tranh vẫn tiếp diễn, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ tính riêng ngày 10 tháng 8, lực lượng Ukraine đã mất tới 175 lính và 36 phương tiện thiết giáp của đối phương. Theo bộ này, kể từ khi tấn công tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8, Ukraine mất tổng cộng 1.120 quân, 140 phương tiện thiết giáp. Ukraine chưa bình luận báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Gấp rút hạ nhiệt căng thẳng Iran-Israel. Gần đây, Iran tuyên bố sẽ tấn công Israel. Tuyên bố được đưa ra sau vụ ông Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, bị ám sát tại thủ đô Tehran. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah cũng tuyên bố tấn công Israel sau khi chỉ huy cấp cao của nhóm này, ông Fuad Shak, thiệt mạng do vụ không kích của Israel. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo, bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại chúng tôi, từ bất kỳ phía nào sẽ phải trả giá đắt.
Tình hình này làm dấy lên mối lo ngại về việc một cuộc xung đột toàn diện xảy ra ở Trung Đông. Trước tình hình này, nhiều nước Ả Rập và phương Tây đã cố gắng hạ nhiệt căng thẳng Iran-Israel và cố gắng nối lại các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các nỗ lực giảm nhiệt căng thẳng. Chỉ trong vòng một tuần, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman al-Safadi đã có hai lần gặp các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm Tổng thống mới đắc cử của Iran, ông Masoud Pezeshkian. Jordan đã thông báo cho những người anh em Iran về thông điệp của mình một cách rõ ràng. Chúng tôi sẽ không cho phép nước ngoài sử dụng không phận hoặc đất liền của mình cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi không muốn trở thành một chiến trường. Ông Muhannad al-Mubaydin, Bộ trưởng Truyền thông Jordan cho biết. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Saudi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, ông Walid al-Khereji, gọi vụ ám sát ông Haniyeh là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iran. Chúng tôi đã kêu gọi tất cả bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Israel ở Gaza, ông al-Khereji nói. Ông cũng cho biết ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm, bao gồm các cuộc tấn công vào thường dân Palestine. Theo The New York Times, Ả Rập Saudi và Iran gần đây đã có những bước đi nhằm cải thiện quan hệ và có cùng quan điểm phản đối hành vi của Israel ở Gaza. Một nguồn tin cho biết, Thủ tướng Qatar, ông Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng đã nói chuyện với phía Iran và Hezbollah nhằm kêu gọi hai bên kiềm chế hành vi. Về phía Mỹ, nước này cho biết đã huy động thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến có khả năng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái đến Trung Đông để đáp trả các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran. Trong cuộc điện đàm, ông Macron đã kêu gọi Iran làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh một cuộc leo thang quân sự mới. Điều này sẽ không vì lợi ích của bất kỳ ai, kể cả Iran, và sẽ gây ra thiệt hại lâu dài cho sự ổn định của khu vực. Chúng tôi đã kêu gọi tất cả bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Israel ở Gaza, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, ông Walid al-Khereji nói. Gaza vẫn là vấn đề mấu chốt. Cuộc họp hôm 7 tháng 8 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã có tác động phần nào đến quan điểm của phía Iran. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi cho biết, bước đầu tiên để ngăn chặn sự leo thang là chấm dứt nguyên nhân gốc rễ của nó, đó là những cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza. Phía Iran cũng có quan điểm tương tự. Nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn chiến tranh và bất ổn trong khu vực để chứng minh cho tuyên bố này, họ nên ngay lập tức ngừng bán vũ khí và hỗ trợ Israel, buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza và chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Iran nói. Trên thực tế, theo tạp chí Foreign Policy, lịch sử gần đây cho thấy tình hình leo thang tại Trung Đông là điều có thể ngăn chặn được. Đài DW dẫn nhận định giới quan sát rằng khó có thể so sánh sức mạnh quân sự của Israel và Iran vì mỗi bên đều có những thế mạnh riêng. Iran sở hữu nhiều khí tài tiên tiến, nhân lực chất lượng và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Trong khi đó, Israel nổi bật với năng lực tình báo tinh nhuệ bậc nhất và nhiều vũ khí tinh vi. Hồi tháng 4, sau sự việc cơ sở ngoại giao Iran ở Damascus, Syria bị tấn công, khiến một số chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, Iran đã phát động một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel. Vào thời điểm đó, các nhóm vũ trang thân Iran đã không phát động tấn công cùng Iran. Ngược lại, Israel đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và một số đồng minh phương Tây để đánh chặn cuộc tấn công từ Iran. Nhưng lịch sử có thể sẽ không lặp lại. Theo Foreign Policy, đến nay, Mỹ và các đồng minh đã thúc đẩy chiến lược quản lý khủng hoảng ba mũi nhọn, thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, gửi thêm năng lực phòng thủ cho Israel và làm việc thông qua các kênh bí mật để đề nghị Iran không khai hỏa. Tuy nhiên, nỗ lực này từ phía Mỹ không nhận được sự hưởng ứng từ các bên liên quan. Theo đó, chính phủ Israel không muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, còn Iran thì vẫn giữ quan điểm cứng rắn về việc tấn công Israel. Foreign Policy cho rằng, chính sách ba mũi nhọn của Mỹ là khá hợp lý, nhưng nước này cần triển khai chính sách này quyết liệt hơn nữa nếu mong căng thẳng Iran-Israel không bùng phát thành xung đột. Theo đó, Mỹ nên dồn toàn lực ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận con tin ở Gaza theo các điều khoản mà họ đã đề xuất và Israel đã đồng ý trước đó. Ngoài ra, Mỹ cần gây thêm sức ép với Hamas. Để làm được điều này, Mỹ nên nói rõ rằng họ sẽ ngừng cung cấp đạn dược và vũ khí cho Israel nếu nước này không ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh đó, Mỹ nên tìm đến những bên có liên lạc với Hamas để truyền đạt rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để các bên cho một thỏa thuận trong tương lai gần.
Sau cùng, Mỹ cũng nên kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng ý về nghị quyết tạo ra cam kết ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan trong việc ủng hộ và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Moscow và Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo về cuộc tấn công quy mô lớn của Iran. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Iran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel. Thông tin trên do phóng viên kiêm nhà bình luận chính sách đối ngoại Barak Ravid của đài truyền hình CNN công bố trên mạng xã hội X dẫn lời một nguồn tin biết rõ về cuộc điện đàm. Trong bối cảnh nhiều thông tin cho rằng Iran sắp tiến hành một cuộc tấn công vào Israel, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết vẫn chưa có thay đổi nào đối với các hướng dẫn khẩn cấp dành cho dân thường. Sau các báo cáo mới nhất liên quan đến các kế hoạch của Iran, chúng tôi xin làm rõ rằng, ở giai đoạn này, không có thay đổi nào đối với các hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Nội địa. IDF và cơ quan quốc phòng theo dõi kẻ thù của chúng tôi và các diễn biến ở Trung Đông đang liên tục đánh giá tình hình, chuẩn đô đốc Hagari viết rõ trên một bài đăng mạng xã hội X. Theo ông Hagari, quân đội được triển khai và chuẩn bị với mức độ sẵn sàng cao. Nếu cần thay đổi các hướng dẫn, chúng tôi sẽ cập nhật trong một thông báo trên các kênh chính thức, ông Hagari nói thêm. Trước đó, cũng theo ông Barak Ravid dẫn hai nguồn tin, tình báo Israel đánh giá lực lượng Iran có thể đang lên kế hoạch tấn công trong vài ngày tới, thậm chí trước cả các cuộc đàm phán thỏa thuận con tin ngày 15 tháng 8. Một nguồn thạo tin tiết lộ tình hình vẫn còn bất ổn và Iran vẫn đang tiếp diễn cuộc tranh luận nội bộ. Có khả năng quyết định của Iran vẫn sẽ thay đổi. Trong bối cảnh cơ hội đàm phán mới về một lệnh ngừng bắn dự kiến diễn ra vào cuối tuần này đang có phần lung lay vì Hamas tuyên bố không cử đại diện tới đàm phán, mối đe dọa về một cuộc tấn công từ Iran và phong trào Hezbollah vẫn đang hiện hữu. Bất chấp việc các nhà lãnh đạo của Mỹ, Qatar và Ai Cập ngày 9 tháng 8 cho biết họ sẵn sàng trình bày đề xuất trung gian cuối cùng trong vòng đàm phán tuần này, thúc giục Israel và Hamas hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza. Song Hamas kiên quyết cho rằng họ chỉ muốn thảo luận tiếp về đề xuất khung đã được thông qua vào hồi tháng 7, chứ không cần vòng đàm phán mới. Phản ứng trước thông báo mới nhất về việc không tham gia đàm phán của Hamas, một quan chức cấp cao của Israel nói rằng đây là một chiến thuật mặc cả. Theo vị quan chức này, chiến thuật mặc cả đang được sử dụng trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và Hezbollah vào Israel nhằm mục đích đảm bảo các điều kiện tốt hơn cho Hamas trong một thỏa thuận tiềm năng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!